Happy Life July, xin chào các bạn. Hôm nay đi làm về á, mình ghé chợ định mua một chút xíu đồ ăn về nấu ăn. Thì mình thấy cá người ta mới mang về ngon quá. Mình nghĩ liền tới cái món canh chua. Thì mình mua về để nấu canh chua cho gia đình ăn. Cá mà mình nói với các bạn đó là cá tilapia, là một loại cá rô phi. Nhưng mình lựa con nhỏ nhỏ thôi. Thì nó như vậy các bạn. Đây là cá rô phi nhỏ thôi. Thì mình lựa 5-6 con nhỏ nhỏ, mình nhờ người ta làm bỏ đầu đi, rồi khứa nhỏ như vậy. Về mình rửa sạch lại bằng nước muối, rồi mình để yên đó. Mình nấu cái nồi súp. Thì cái nồi canh chua của mình á, gồm có cà chua, khóm và một cái loại nữa, khi mà gần chín mình mới để vô. Cà chua với lại khóm thì mình để trước, rồi mình nêm nếm cho vừa ăn. Sau đó mình để vô một phần loại này nữa nè các bạn. Cái này gọi là celery, là cần của Mỹ, rất là ngon mà nó có cái mùi thơm đặc biệt lắm. Thì mình để vô nó giòn, ăn canh rất là ngon. Thì cái nồi súp của mình á, thì mình nêm đơn giản lắm, chỉ có muối nè. Muối mình nêm khoảng gần một muỗng canh muối. Rồi mình có cái vị ăn ngọt cho nên mình bỏ đường nhiều một chút. Mình bỏ 3 muỗng đường nè. Một muối 3 đường ha. Cái mình nấu một cái nồi súp lớn vậy đây. Thì mình bỏ bột me. Bột me mình mua ở chợ, bột me của Thái Lan này các bạn. Này rất là chua, mình để vô khoảng chưa được một cái muỗng, hơn phân nửa muỗng cà phê thì nó đã chua lắm rồi. Tất cả đường, muối với lại bột me chua này mình để vô nồi súp. Sau đó mình để cho nó sôi nước lên thì mình bắt đầu, nếu có đậu bắp thì mình để đậu bắp vô. Ở đây mình không có, mình để cà chua với lại khóm thơm với lại cái celery đó. Rồi vì cá cái tilapia này nó mau mềm lắm cho nên mình để nước sôi mình nêm nếm lại vừa ăn, là mình để vô thì nó sôi lại nữa thì nó đã muốn chín rồi, tại nó dễ bị bể lắm. Cho nên là mình nấu xong một nồi súp này rồi, chuẩn bị ăn, và đi làm về cũng đói bụng rồi. Thì thường thường cái món ăn này á, mình ăn kèm với lại nước mắm tươi với lại ớt như vậy. Tuy nhiên người Việt có thói quen là hễ mà canh chua thì sẽ có một cái món ăn kèm, đó là cá kho tộ. Mà mình thì ăn cá to kho tộ và mình hay bị ngán, cho nên là mình nấu cái món canh chua này. Sau đó mình sẽ chỉ cho các bạn, không phải chỉ mà giới thiệu với các bạn mình làm một cái món kho cá khác mà ăn nó cũng lạ mà nó không có bị ngán. Chút xíu nữa mình tách riêng nha, để cho mình dọn dẹp rồi mình bắt đầu mình giới thiệu với các bạn. Thì cái thành phần của nó vẫn là cá rô phi nè các bạn, là tilapia, nhưng mà mình kho với lại giống y chang như là kho tộ thôi, nhưng mình chỉ có thêm gia vị là thêm cái me chua vô thôi và làm ớt thật nhiều để nó bán đi cái mùi tanh của con cá. Thì đại khái như vậy. Còn món súp này á, thì thường thường nếu mà mình nấu canh chua mà mình thiếu cái rau ngò ôm thì nó mất một phần ngon của canh chua. Ở đây mình bỏ rau ngò ôm rất nhiều, rồi mình sắc ớt lát lên, thì mình có thể sơ vịt liền với cơm trắng, rồi nước mắm mặn cắt với ớt. Cái phần mà nấu canh chua này á, nếu mà các bạn thích thì bỏ vô giá sống cũng rất là ngon. Mình cũng thích ăn giá nhiều cho nên mình bỏ nhiều giá lắm. Thì các bạn thấy nó ngon, nó màu rất là đẹp, nó có vàng, có đỏ, có xanh, có trắng, rồi cá thì hơi màu đen đen cho nên là màu rất là đẹp. Một cái súp như vậy á, mình có thể ăn với bún, ăn với cơm, ăn không cũng ngon luôn. Mình thường hay ăn không. Vậy các bạn vô bếp làm món canh chua này nha. Đơn giản, ngon, dễ ăn mà hình như là nhiều người thích lắm. Rồi chút xíu nữa mình dọn dẹp rồi mình chỉ cho, mình không phải chị mà mình chia sẻ với các bạn cách làm cá kho me của mình nha. Rồi, xin tạm biệt các bạn. Súp nè, ngon không?